Trung Quốc, bé trai 9 tuổi đột tử vì học cả ngày lẫn đêm, chỉ nói đúng 7 từ với mẹ trước khi mất, con mệt quá, con ngủ một chút. Cách đây ít lâu, một cậu bé có tên Tiểu Tiêm ở Trung Quốc bỗng dưng rơi vào trạng thái hôn mê khi đang làm bài tập về nhà. Bố mẹ phát hiện và đưa bé đi cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy bé bị suy đa tạng. Trên đường đến bệnh viện, đứa trẻ 9 tuổi có tỉnh dậy một lần và nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh mình nên liền nói, con mệt quá, con ngủ một chút. Sau đó bé nhanh chóng thiếp đi. Người mẹ cũng không thể ngờ rằng đó là những lời nói cuối cùng mà bản thân nghe được từ con trai. Bác sĩ thông tin thêm, tình trạng của bé là đột tử do suy đa tạng, làm việc quá sức và không còn khả năng sinh tồn. Bác sĩ có hỏi về khoảng thời gian trước lúc mất, cậu bé đã phải làm những việc gì. Nói đến đây, cặp bố mẹ bắt đầu nhìn nhau và khóc không cầm được nước mắt. Người mẹ nói rằng con từng là một đứa trẻ học hành rất giỏi giang và cũng rất ham học, chính vì thế bố mẹ đầu tư mọi tiền bạc chỉ để cho con đi học, thậm chí học trên lớp cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu, xong tối nào cũng chỉ ăn vội chiếc bánh mì hoặc bánh bao và đi học thêm các lớp học buổi tối như tiếng Anh, tiếng Pháp và toán, 9 giờ tối về nhà ăn cơm và tiếp tục làm bài tập về nhà đến khuya. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, chị thấy kết quả học tập của con có sa sút mà kỳ thi học sinh giỏi đang đến gần nên bà mẹ lo lắng, quyết tâm đăng ký thêm lớp học thêm cuối tuần cho con trai. Theo đó bình thường cuối tuần Tiểu Tiêm sẽ đi học vẽ và chơi bóng rổ thì nay mẹ Tiểu Tiêm bỏ hết các môn năng khiếu này, thay vào đó là tăng buổi học toán và văn. Vậy là Tiểu Tiêm đi học cả ngày lẫn đêm và học thêm cả cuối tuần. Thời gian ở nhà thì ăn uống và lao vào làm bài tập về nhà. Buổi tối hôm xảy ra sự việc, thấy con trai có biểu hiện chán nản, mệt mỏi không muốn làm bài, mẹ có động viên Tiểu Tiêm ngoan, con học cố nốt mấy hôm nữa để thi bằng được học sinh giỏi, thi xong mẹ sẽ cho con nghỉ ngơi và đi du lịch. Con làm bài đi nhé, xong mới được ra ăn cơm. Người mẹ không thể ngờ rằng lời hứa của chị còn chưa thể thực hiện thì Tiểu Tiêm đã qua đời. Khi nghe bác sĩ nói nguyên do, mẹ Tiểu Tiêm dường như còn không tin đó là sự thật. Việc học quá nhiều đã khiến con trai chỉ kiệt sức mà ra đi mãi mãi. Mẹ Tiểu Tiêm còn yêu cầu bác sĩ kiểm tra kỹ hơn nhưng kết quả vẫn là như vậy. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, riêng bố mẹ Tiểu Tiêm dù có hối hận cũng đã không kịp nữa rồi.